Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy vay nợ. Bên A, bên vay ông bà Nguyễn Thị Thôi Mỹ sinh ngày 19 tháng 7 2005, số căn cước công dân 0943050419, cấp ngày 31 tháng 5 năm 2021, nơi cấp là cục cảnh sát. Sổ hộ khẩu thường trú ấp số 1, xã Cái An, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tên chủ sử dụng theo hợp đồng lao động cá Lâm Tây Nguyên. Tên công ty môi giới Đài Loan, công ty HHCB môi giới nhân lực quốc tế Định Nhạc. Thời hạn lao động, hợp đồng lao động 3 năm. Bên B cho vay ông bà Nguyễn Xuân Hiếu sinh ngày 5 tháng 5 năm 1987, số căn cước công dân 02508700614, cấp ngày 10 tháng 7 năm 2021, nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Hộ khẩu thường trú Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Bên C, bên Bảo Lãnh, ông bà Đoàn Thị Thí sinh ngày 1 tháng 1 năm 1976, số căn cước công dân 0941760003, cấp ngày 9 tháng 4 năm 2021, nơi cấp cục cảnh sát. Hộ khẩu thường trú ấp số 1, xã Cái An, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Quan hệ với người quay tiền là mẹ. Số điện thoại liên hệ 0387367942. Số tiền vay 200 triệu đồng, lãi suất 0 đồng Việt Nam. Thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh. Lý do vay nhằm mục đích sang Đài Loan, không bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty, nhà máy, viện dưỡng lão, chủ sử dụng, cư trú bất hợp pháp. Công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông bà Nguyễn Thị Thôi Mỹ phải đặt cọc 200 triệu đồng cho công ty xuất khẩu lao động, nhưng ông bà Nguyễn Thị Thôi Mỹ không thể chuẩn bị được số tiền cọc trên, nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1987 cho vay số tiền trên. Cam kết của bên bảo lãnh: tôi là Đoàn Thị Thí, xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà. Tôi là Nguyễn Thị Thôi Mỹ, vay số tiền 200 triệu với lãi suất 0 đồng Việt Nam trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh mà ông bà Nguyễn Thị Thôi Mỹ bỏ trốn khỏi nơi làm việc, trở thành người lao động bất hợp pháp, thì tôi Đoàn Thị Thí sẽ phải trả số tiền trên cho ông Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ sử dụng thông báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền trên thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền đến tịch thu tài sản, nhà, cửa, đất đai có giá trị tương đương 200 triệu Việt Nam đồng mà tôi không được phép kiện tụng bất kỳ điều gì. Tôi tự nguyện để lại các loại giấy tờ gốc để đảm bảo cam kết của bên cho vay. Nguyễn Thị Thôi Mỹ bên vay không bỏ trốn thì giấy vay nợ vô giá trị, sẽ không còn nợ bất kỳ đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu, và mọi giấy tờ mà bên vay để lại sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sợ miệng nói không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay tiền này bằng cách chứng kèm theo video cam kết của người bảo lãnh. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giấy vay nợ được in thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. Bên vay ký rõ họ tên, điểm chỉ: Nguyễn Thị Thân Mỹ. Bên cho vay: Nguyễn Xuân Hiếu. Bên bảo lãnh: Đoàn Thị Thí.